Chào các bác nhé, hôm nay sẽ giới thiệu cho các bác con Epson này. Con này là HD cộng nhé các bác nhé. Đây con này nó có đầy đủ cổng kết nối nhé các bác nhé, VGA này, HD này. Đây, em quay sau cho các bác xem này. Đây, con này là mã của nó là TV400 này nhé các bác nhé. Đây, hình ảnh như mới luôn. Đây để em lên hình thực tế cho các bác xem này. Đấy, một vòng này, máy gần như là mới luôn này, không xước xác gì này. Đầy đủ cổng kết nối, em đang cắm HDMI nha. Đấy, này, bóng đèn này em sáng luôn này. Đấy, phòng này em đang là 30 mét vuông đây. Con này đang là hình ảnh của nó 200 inch nha. Đấy, em đang chiếu lên trên tường này. Đối với các bác chiếu lên màn thì sẽ sáng hơn. Đấy, đẹp hơn nữa. Đây em đang chiếu lên tường mà đã đẹp như này rồi này. Giờ mới có hơn 300 giờ rồi đấy. Các bác em sẽ mở video cho các bác xem này. Đây các bác nhìn này. Đấy, hình ảnh rất là đẹp luôn. Đây, mở video lên nhá các bác nhá. Quá đẹp luôn này, tắt điện cho các bác xem luôn này. Quá tuyệt vời. Đấy. Đấy, các bác thấy chưa, độ tương phản con này rất là đẹp luôn. Độ tương phản 50.000 chia 1 nha các bác nhá. Độ sáng của con này là 2.800 nha các bác nhá. HD cộng luôn, 1280 x 800. Máy mới trên thị trường của nó đang là hơn 20 triệu. Đấy. Thì bạn nào lấy con máy này thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại em để ở bên dưới. Ok các bác nha. Đây em quay cho các bác xem thực tế luôn này. Con này em chỉ để giá có hơn 5 triệu rồi các bác ạ. Vẫn còn nguyên bản chưa sửa chữa. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Các bác nhớ đăng ký kênh của em để theo dõi những video mới nhất của em nhé. Cảm ơn tất cả các bác. Chào các bác.